Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 27 rồi. Buổi này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm về vật liệu kính trong Enscape. Buổi trước thì mình đã hướng dẫn làm vật liệu kính trong kính gương, rồi làm vật liệu kính bám bẩn, kính bám nước mưa rồi. Thì buổi hôm nay là buổi thứ 27 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về kính mờ trong Enscape, kính đục trong Enscape nó như thế nào, hoặc là kính mà thể hiện giống như là dán đề can á, bề mặt dán đề can á thì như thế nào. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm gạch kính sử dụng map nha, không sử dụng model nha, thì như thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái loại kính cũng hay sử dụng trong nội thất như vậy. Thì để làm kính mờ, kính đục trong Enscape, kính mờ, thì đầu tiên bạn, cái vật liệu kính này bạn làm nó như kính nội thất bình thường. Có nghĩa là những cái thông số này bạn setting như kính nội thất bình thường. Roughness bạn đưa về 0, specular bạn giữ 50% là được rồi. Cái opacity này bạn kéo về 2 cho kính nó trong suốt đi. Còn cái reflex ray Refractive Index này các bạn đưa nó về 1.62 cũng được. Rồi ok, đây là kính nội thất bình thường. Để mà làm kính mờ, kính đục ở trong Enscape thì đầu tiên bạn phải tích vào tính năng làm cái kính mờ này, Frosted Glass. Đó, bạn khi bạn kích vào thì bạn sẽ thấy rằng thì nó có một chút gì đó, nó có cái dấu hiệu rồi. Mà để mà nó mờ luôn á thì bạn phải tăng cái roughness lên. Rồi, bạn thấy nó mờ không? Đó. Thường á, cái này bạn nên để tầm khoảng cỡ 45 đến 50 hoặc trên 50 một xíu. Đừng có kéo, bạn kéo mà cái này về không á thì nó sẽ thành kính trong nó phản xạ. Còn mà đừng có tăng nhiều quá lên 100 á thì kính mình nó mờ đục như thế này nè. Nó mờ hẳn luôn. Thường á, thì mình để tầm 55 hoặc là 60 là được rồi. Bạn thấy nó mờ không? 55-60. Bạn muốn nó mờ nữa thì bạn kéo cái roughness này lên. Kéo cái roughness này lên là nó mờ thôi. Kính mờ trong Enscape này nó vậy thôi. Bạn tích vào cái tính năng là Frosted Glass này. Thứ hai là tăng cái roughness lên lại 55-50-60-65 gì cũng được thì kính nó sẽ mờ. Còn nếu bạn muốn mà cái bề mặt kính nó băm giống như là thằng kính đề can thì sao? Thì bạn phải load cho nó một cái map bơm hoặc là map normal vào. Cái bề mặt map nó băm nhỏ thôi. Giống như khi mình load vào nó như thế này này. Đó, thấy không? Đó, giống như kính nhớ đề can đó. Cái này á, bạn thấy nó to quá thì bạn giảm nó lại. Bạn giảm lại 0.5 thôi. Cái này bạn canh vào theo cái hiển thị của nó nha. Tại vì cái map albedo mình không có load vào, cho nên là mình phải canh chỉnh dựa theo cái thông số này. Nếu cái này vuông á, nhớ là đưa kích thước nó vuông. Đưa kích thước nó vuông. Rồi đó, cái này bạn tăng lên, bạn cảm thấy nó bom ít á thì bạn tăng lên 150 hoặc là 200 gì cũng được. Đó, rồi. Kính mờ trong Enscape. Bạn đã nhìn qua phía sau bạn thấy nó mờ căm không? Đó, vậy đó. Kính mờ trong Enscape là nó như vậy. Sử dụng thêm một cái map bơm normal hoặc là bơm đều được. Để chúng ta làm giống như nó bơm. Cái này là mình làm giống như cái đề can dán nè. Còn bạn làm giống như kiểu kính hoa văn gì cũng được. Thì bạn kiếm những cái map normal kiểu hoa văn thôi. Thì bạn lót vào, sau đó là bạn tăng chỉnh nó thôi. Thì nó sẽ ra thành kính hoa văn thôi. Khi bạn lót vào thì bạn cảm thấy nó chiều ngang á. Bạn muốn theo dọc á thì bạn xoay cái này. Bạn xoay 90 độ hoặc là 100 độ gì đó tùy bạn. Thì nó sẽ xuyên ngang xuyên dọc cái map normal này thôi. Rồi. Kính mờ
Trong Escape thì chỉ có như vậy. Rồi, chào các bạn. Bây giờ tiếp theo mình sẽ nói về một cái loại kính mà chúng ta cũng hay sử dụng trong nội thất. Đó là ví dụ như là gạch kính. Gạch kính thì mình sẽ làm như thế nào? Để mà làm gạch kính thì đầu tiên bạn cũng phải kiếm cho cái mình cái bộ map gạch kính. Nó gồm cái map Albedo Diffuse này và một cái map Normal hay là map bơm gì đều được. Nhưng mà thường là mình sử dụng map Normal. Thường là mình sử dụng map Normal. Sau khi mà bạn lót cái map Normal, có nghĩa là bạn cái kính này bạn thiết lập như kính nội thất bình thường nha. Sau đó thì bạn lót cái map Normal vào, lót cái map Albedo vào. Sau đó bạn UV đi, bạn UV kích thước cho nó chuẩn đi, cho nó chuẩn. Nhưng mà có một cái lưu ý khi mà UV cái gạch kính này UV cái gạch kính này thì bạn nên để ý là hai cái map trước sau thì nó nên giống nhau, để khi mà mình nhìn xuyên qua thì mình thấy cái ron gạch nó đều nhau, thì để mà hai cái bức trước sau nó giống nhau thì bạn nên làm một cái vách phía trước, sau đó là bạn đối xứng nó qua cái vách phía sau, thì khi đó thì hai cái ron gạch bạn nhìn thẳng thì nó sẽ trùng nhau. Bạn nhớ là khi bạn lót cái map Albedo vào bạn tăng cái opacity lên để bạn nhìn thấy, bạn mới UV được, chứ bạn đừng có để 2%. Bạn để 2% thì nó sẽ trong suốt bạn không có thấy được ở trên SketchUp, cho nên là bạn không có căn chỉnh cái map được. Bạn nên kéo tạm thời kéo nó về 50-70% để bạn thấy. Sau đó bạn UV kích thước xong xuôi như thế này nè. Khi mà bạn UV bằng cái bạn cảm thấy kích thước nó ví dụ như là 200-200, cái đây mình chỉ là mình phóng to kích thước nó vừa đủ thôi, chứ còn thực tế thì các bạn canh theo cái kích thước của gạch kính mà các bạn làm. Canh theo kích thước gạch kính mà bạn làm, 200 thì bạn canh nó trên này 200, 250 thì bạn canh nó 250, còn những gạch kính nhỏ hơn thì bạn có thể làm 100-150 tùy bạn. Sau khi mà bạn UV xong thì bạn đưa nó về 2% để cho nó trong suốt cái đã. Đi được, khi bạn đưa về 2% thì cái này nó trong suốt rồi, bạn đâu có biết mà bạn UV nữa. Thì đây là cái kính nội thất thông thường, nội thất thông thường mà dùng gạch kiến. Bây giờ bạn muốn tạo một cái bề mặt băm như gạch kiến thì bạn phải lót cho nó cái map Normal. Bạn thấy không, sau khi bạn lót cái map Normal thì đây là cái gạch kiến bình thường, gạch kiến trong bình thường luôn. Do bề mặt của nó băm cho nên là khi bạn nhìn xuyên qua nó khó thấy, vả lại là mình để cái này là 1.62 thì cái độ gãy khúc nó có, cho nên là khi nhìn xuyên qua thì nó sẽ thấy. Cái này hiện tại là gạch kính trong suốt nha, thì mình kéo cái roughness nó bằng không nè. Còn nếu mà bạn muốn nó mờ đục một xíu thì bạn bật cái tính năng này lên, sau đó bạn tăng cái này lên khoảng cỡ 20 là nó mờ đục. Nó mờ đục thì thế này nhìn xuyên qua không thấy luôn. Thì đây là gạch kiến thông thường, các bạn cảm thấy nó đục quá thì bạn giảm xuống 10. Đơn giản vậy thôi. Bạn muốn thay bằng cái gạch kiến bằng cái loại khác đều được. Cứ bạn kiếm cái vân nào gạch kiến hình chữ hình mình mà mình thấy đa phần là hình chữ nhật đa phần là hình chữ nhật. Thực ra cái này là gạch kiến nó đang xếp sát nhau thôi. Nhưng mà ở ngoài thực tế thì những cái ron này nó có thể làm bằng xi măng trắng, cái kiểu vậy, cái nó bằng xi măng trắng, cho nên nhìn mình chỉ mô phỏng gần giống thôi, chứ không thể nào mà giống 100% được. Còn nếu mà muốn mà làm gạch kiến 100% thì cái đó nó hơi cực hơn, nhưng mà mình nghĩ ở mức độ diễn họ thì không có cần phải quá sâu như vậy. Gạch kiến bình thường như vậy thôi. Mình nhắc lại
là muốn làm cái tường gạch kiến á, thì bạn phải kiếm cho mình một cái bộ map tường gạch kính rất là nhiều, ở trên mạng rất là nhiều, bạn có thể tìm cũng như tải về cũng như sưu tầm. Thì bạn phải có được hai cái map, một là cái map albedo, hai là cái map normal hoặc là bump, tốt nhất nên là normal. Sau đó bạn sử dụng cái map này như thế nào? Đầu tiên á, là bạn lót cái map albedo vào, bạn UV xong xuôi, nếu như mà không thấy á, bạn phải tăng cái opacity lên 50% để bạn thấy nó bên SketchUp để bạn UV. Sau khi bạn UV xong, bạn kéo cái này về lại 2%. Ừ. Nếu bạn làm muốn gạch kiếm trong suốt thì bạn tắt cái chức năng mờ đục này đi, bạn kéo cái này về 0%, cái này giữ nguyên 50% là rồi xong gạch kiếm của bạn trong suốt. Ừ. Tuy là trong nhưng mà nhìn ra cũng rất là khó, tại vì gạch kiến nó dày á, cho nên vả lại là nó có cái bề mặt bong này, cho nên khi mà nhìn xuyên qua thì nó sẽ rất là khó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi bạn muốn làm gạch kiến nó mờ đục một xíu á, bạn bật cái tính năng này lên, bạn kéo cái này về 20%, 20% gì là được, nó không giống như là bề mặt kính kính trơn của mình, tại vì kính trơn của mình nó có 8 ly, 10 ly à, thì mình phải tăng cái này cao lên. Còn đối với gạch kiến á, thì tầm khoảng 10, 20% là ok rồi. Cái này gia cạnh bên thì mình chưa có UV cho nó giống như bên này, nhưng mà thôi không sao, thôi không sao, cái này mình làm để các bạn hình dung cái cách làm gạch kính này. Rồi bạn nhớ các thông số này nha, nhớ các thông số này, đơn giản vậy thôi à. Nói chung là mình chỉ hướng dẫn cái cách thôi, chứ còn ứng dụng linh động á, bề mặt như thế nào á, thì tùy vào cái mà bạn muốn, bạn cái map mà bạn có á, bạn thể hiện. Chứ còn không thể nào mà mình có thể làm hết tất cả các bề mặt kính được, nó đâu có thời gian. Cái cách làm của nó đơn giản, chỉ cần bạn hiểu cái thông số này, hiểu về các cái thông số này, cứ gạch mờ, gạch kính mờ thì bật cái tính năng này lên, tăng cái roughness lên. Còn tăng bao nhiêu á, tùy vào cái bề mặt gạch kính của bạn nó bấm nhiều hay bấm ít đó, bạn nhìn cho nó chân thật thì bạn tăng. Thì thường á, là gạch kính á, thì mình tăng 10-20% thôi, còn nếu mà kính trơn á, thì mình tăng lên mờ đục, phải tăng lên tầm 50-60% thì nó mới ra kính mờ đục được. Còn nếu bạn muốn mà gạch kính màu á, thì bạn pha cho nó thêm một chút màu. Ừ, chút màu rồi đó, đẹp luôn, kéo đậm xuống một xíu. Ừ, đây gạch kính màu. Ừ. Mà mình thấy gạch kiến đa phần là nó trong suốt chứ ít có màu lắm, ít có màu. Ừ. Còn bạn muốn cho nó có tí màu xanh thì bạn cứ kéo cho nó tí màu xanh cho nó đẹp hơn. Rồi tóm gọn lại là buổi hôm nay á, là buổi thứ hai trong chủ đề về kính trong Enscape. Buổi trước á, thì mình làm về vấn đề kính trong, kính bám bẩn, gương và kính bám nước mưa rồi. Cái phần còn lại ở đây á, thì mình làm cho bạn, hướng dẫn bạn về kính mờ. À, kính mờ đục nó như thế nào? Thường cái này ứng dụng nhiều ở trong không gian nội thất, làm về vật liệu dán đề can. Còn mà tùy vào cái kính như thế nào á, thì bạn sử dụng cái này cho nó linh động. Để mà làm kính đề can trong nội thất á, thì tốt nhất á, bạn cứ làm cái bề mặt phía trước á, là kính trong, phía ngoài là bạn nên làm một cái lớp kính nữa, đó, một mặt thôi, bạn làm cho nó là kính, bạn băm bề mặt, bạn làm giống như dán đề can, bạn cách cái model của mình ra một ly thôi, thì nó sẽ hiện giống như là kính dán đề can rồi, thì đơn giản chỉ có vậy. Nếu bạn muốn làm nhanh mà dễ hiệu chỉnh thì chỉ có như vậy. Cái thứ nữa là mình chỉ hướng dẫn cho bạn là cách làm gạch kính trong Enscape. Gạch kính ở đây là cá kính trong suốt và kính mờ đục, thì giống như là kính mờ thôi. Gạch kính thì quan trọng là phải kiếm được cái bộ map để mà làm gạch kính. Rồi, buổi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ, để mình có thể chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm cũng như kiến thức mình biết về Enscape cho các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.